Điều này chào mấy bác nha, em vừa hoàn thành một siêu phẩm thì cũng chẳng phải là gì gọi là to tát cả. Thì đây là con KT15. Em trả nợ cho một bác em đã nợ cách đây khoảng nửa tháng rồi. Nợ bác là phải đến nửa tháng nay thì giờ em đã có nha. Vào đây. Nợ nửa tháng rồi nhá, giờ mới có cơ hội để trả nợ. KT15 nha. Rồi, xong bác nha. Được thì em sẽ gửi cho bác. Rồi, ok bác, coi như hoàn thành. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời nha bác nha. Kìa, hai ngón tay ra tầng này nào. Chà. Rồi, ok, rồi để em gửi hàng cho bác nha. Rồi, cảm ơn bác đã mua máy bên em.